phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã tích cực vận động xã hội hóa, huy động nội lực để triển khai mô hình đoạn đường tự quản, tuyến phố nở hoa. Nhiều cơ sở hội phụ nữ đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ hội viên phụ nữ và sự tham gia nhiệt tình của người dân. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà chọn tuyến đường K94 Lưu Hữu Trác nối với K142 Nguyễn Duy Hiệu tại phường An Hải Đông để triển khai thí điểm mô hình đoạn đường tự quản, tuyến phố nở hoa. Theo đó, đã tổ chức trồng 53 cây dừa cạn và hoa các loại với sự tham gia trồng và chăm sóc của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Qua đó, góp phần chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường, thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Thì đầu tiên là phải nói là cái mô hình này xuất phát điểm từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động. Và sau đó thì được Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã phối hợp cùng với lại là Trung tâm Công nghệ Sinh học. Thì họ tư vấn cho mình các giống cây, loài cây có thể thích ứng trồng dưới hố cây. Khi mà những cái cây đã có bóng mát. Thì qua đó thì chúng tôi đã mạnh dạn đăng ký là 30 tuyến đường để mà thực hiện trong năm 2023. Trước đây đa số chị em thường có tâm lý chung là nhà ai nấy lo. Từ khi mô hình này được triển khai, phổ biến, mọi người ở khu dân cư đã ý thức hơn về việc cùng nhau xây dựng môi trường sống, luôn xanh, sạch đẹp để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời cũng là dịp để các chị em trong chi tổ hội phụ nữ cùng gặp gỡ, trò chuyện nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng khu dân cư. Thì phụ nữ phường đã họp tất cả các cái chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ tại tất cả khu dân cư của cái tuyến đường mới mở. Thì nói chung là họp xong thì về triển khai với bà con. Thật sự là hân hoan, rất là mừng. Trong quá trình trồng ban đầu thì cũng có người biết trồng, cũng người không biết trồng. Cán bộ của Hội Phụ nữ phường xuống hướng dẫn, giống như cầm tay chỉ việc ấy, nên là chúng tôi cũng thấy rất là thuận lợi trong cái việc mà ban đầu là trồng những cái loại cây giống mới. Qua triển khai, 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả nội dung ba tốt trên tất cả các tuyến đường đã đăng ký. Việc làm này phần nào đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường sống và xây dựng khu dân cư không rác, thúc đẩy tinh thần thi đua sôi nổi giữa các cấp hội, giữa các cụm thi đua, từ đó phát hiện nhân rộng cách làm hay sáng tạo của các cấp hội trong phong trào bảo vệ môi trường.